Xin chào các em, tiếp tục ngày hôm nay tiếp tục tôi ôn hướng dẫn cho các em ôn tập kiểm tra đại số chương 3 đến các em nhé. Đó, có chương trình toán lớp 8 các em nhé. Đề ngày hôm nay là đề của trường Chu Văn An quận 11 nha các em. Rồi, các em quan sát theo câu đầu tiên nha. Câu đầu tiên là giải phương trình luôn nha. Rồi, câu đầu tiên đề cho rất là dễ nha. Đây là cho học sinh trung bình yếu nào nè. Đó. Rồi, đây là phương trình bậc 1. Quá đơn giản đúng không? Chuyển vế qua thôi. Trừ 7 chuyển qua là cộng 7 đó nha. Vậy thì tương đương x bằng 2 cộng 7 bằng 9 nhân 3 chuyển qua là chia 3 đáp số bằng 3 nha. Kết luận vậy phương trình có tập nghiệm nha các em, tập nghiệm s bằng 3 các em. Rồi câu B các em. Câu B, có nhiều em không để ý á, nhấn vô, trời ơi, đơn thức, nhấn vô. Rồi, cuối cùng tạo thành một cái phương trình bậc 2 ngồi tách A nhân C. Em nào giỏi tách thấy được, đó, em nào lại trung bình cả là chưa chắc có tách được nữa, nha. Vậy em để ý nè, ở đây có 2 cộng 5, 2 cộng 5, tại sao mình không phân tích thành nhân tử? Cho nó khỏe, đừng có nhân lại, em chỉ cho nó khổ nha. Vậy mình đặt 2 cộng 5 thành nhân tử cho thôi, để đưa về phương trình tích. Đặt này ra ngoài còn x, đặt này ra ngoài còn trừ 7, đúng không? Rồi. Hai này nhân lại bằng không, quá đơn giản. Khi một trong hai cái này bằng không, đúng không? Khi 2x cộng 5 bằng không và x trừ 7 bằng không, tương đương x bằng cộng chuyển qua là trừ là nhân chuyển qua là chia, đúng không? Trừ 7 chuyển qua là như vậy. Rồi, kết luận vậy phương trình có tập nghiệm S bằng âm 5 phần 2 và 7 nha các em. Đây nha các em, chỗ C. C giải sao đây? Đây là phương trình có mẫu đúng không? Đó, phương trình có mẫu thì chắc anh các em phải quy đồng thừa mẫu nha các em. 4, 3, 2. 4 chia hết cho 2, mẫu chung là 4. 4 với 3 không rút gọn được, vậy nhân lại số chung là 12 nha. Mẫu số chung là 12. Tôi làm phép chia cho nó mau ha. Lấy 12 chia 4 được 3 nhân lên, có nghĩa là dưới nhân 3 trên nhân 3 tạo thành mẫu 12 12 12 đó em. Đó, tôi làm nhanh nha các em. Đó. Không có ghi dưới mẫu 12 12 nữa. 12 chia 3 được 4 nhân lên. 4 nhân 2 x trừ cho 1. 12 chia cho 2 được 6 nhân lên, 6 nhân cho 3 x. Nha. Rồi, tương đương nhân vô 15 x trừ cho 3 cộng cho 8 x 4 nhân âm 1 bằng âm 4 bằng 18 x. Tôi sẽ rút gọn đi ha. 15 cộng 8 bằng 23 x, đúng không? Cái này là trừ cho 7 này bằng 18 x, đúng không? Tương đương 23 cộng chuyển qua là trừ này, đúng không? Rồi, vậy thì 23 trừ đi 18 thì còn 5 x trừ 7 chuyển qua là như 7, tương đương x bằng 7 phần 5. Kết luận vậy phương trình có tập nghiệm s bằng 7 phần 5. Ok, nghiệm hơi xấu nha các em nha. Rồi các em quan sát đến câu D. Câu D là phương trình chứa ẩn ở mẫu nha các em. Bước đầu tiên các em phải lấy điều kiện trước ha. Tôi lấy điều kiện này ha. Điều kiện mẫu khác không ha. Rồi, mẫu này em, đây mẫu chứa ẩn phải khác không đó. Mà em thấy phương luôn trừ 4 có phải là chính là hai này nhân lại em đó, hai này chính là con lợn này nè. X trừ 2 nhân x cộng 2 chính là x bình phương trừ 4 đúng không? Vậy chỉ cần lấy điều kiện hai này thôi. X trừ 2 khác không chuyển qua là x khác 2. Rồi, x cộng 2 khác không chuyển qua là x khác âm 2. Và tôi ghi mẫu chút chung luôn các em nha. Đó nha. Cái này tôi viết hơi xa ra đây tí được không? Tôi ghi điều kiện sát bên này tí nha. Điều kiện nha các em. Rồi, x khác 2 và x khác âm 2. Rồi, rồi mẫu chút chung của nó nè. Mẫu chung của nó, 2 này nhân lại chính là này, đúng không? Vậy mẫu chung của nó chính là x cộng 2 nhân x trừ 2, hay chính là bằng x bình phương trừ 4 đó các em nha. Rồi tôi quy đồng thừa mẫu tốc độ mau nha các em nha. Đó.
cầm cái mẫu này nè, chia cho mẫu này được nhiêu nhân nhân tử cho nó không nha. Cầm mẫu này chia cho này, mất x trừ 2 đi, còn x cộng 2 nhân lên, có nghĩa là còn x cộng 3 nhân cho x cộng 2. Lấy mẫu này chia cho mẫu này, còn x trừ 2 nhân lên, có nghĩa là x cộng 1 nhân cho x trừ 2 nha. Bằng lấy mẫu này đây chính là nó nè, chia cho nó nè, hai người giống nhau chia nhau 1, một nhân nhân tử vẫn là như vậy luôn, chính là bằng 2 x bình phương. Tôi xóa này đi nè các em nha, trừ cho 4. Vậy thì tới đây các em, ở đây là đa thức nhân đa thức, thì mình nhân lại biến thành x bình phương cộng 2x nhân 3 vô, biến thành 3x cộng cho 6, nhân đa thức vô cộng x nhân x là x bình phương, x nhân trừ 2 là trừ 2x, 1 nhân x là x, 1 nhân âm 2 là âm 2. Rồi tôi thấy bậc 2 xuất hiện, tôi rút này là thay qua này luôn cho tôi à, cộng chuyển qua đây là trừ 2x bình phương trừ 4 chuyển qua là cộng 4 bằng 0. Tính được, tôi thu gọn đi nha. 1x bình cộng 1x bình là 2x bình trừ 2x bình đã hết. 2 cộng 3 bằng 5, 5 trừ đi 2 nè. Đó, thì còn 3, 3 cộng 1 thì bằng 4, 4x. Nha. 6 nè, trừ cho 2 bằng 4, 4 cộng 4 bằng 8. Ôi trời ơi, bà nhìn thấy ghê mà cuối cùng làm thiết quá dễ đúng không? X bằng trừ 8, cộng 8 chuyển qua là trừ 8 nhân 4 chuyển qua là trừ 4. Đó, đáp số bằng âm 2. Coi có thỏa điều kiện không nha. Khác cộng trừ 2 mà cái này rớt vô ngay trừ 2 rồi, loại kết luôn. Vậy phương trình cho vô nghiệm. Còn khi em bấm máy tính á nha, đó, có tập nghiệm cũng được lắm, hay là vô nghiệm cũng được, F bằng rồi. Còn khi em nhập vô máy tính, bấm shift show, máy nó nghĩ hoài, nghĩ ngoài ra cái số gì lại quắc mà cứ có xuất hiện chữ continue á, em tiếp tục đó, bấm continue rồi bài tiếp tục rồi, em hiểu đó là vô nghiệm mà đó. À, nhiều lúc nó cũng ghi, có thể một số máy tính ghi là cancel nha, không thể giải phương trình được nha các em. Các em quan sát đến cái bài số 2 nha, hãy tuần đồ. Một ô tô chạy từ A đến B với vận tốc 35 km/h và từ B về A với vận tốc 30 km/h. Biết rằng thời gian cả đi lẫn về hết 6:30, tính quãng đường AB. Đây là bài toán chuyển động cơ bản dễ cho các em. Rồi, vậy thì tôi phân tích sơ đồ cho các em coi ha. À, bài số 2 tôi phân tích sơ đồ đây đi nha. Đó. Một ô tô đi từ A đến B. Đây, tôi phân tích đây. Quãng đường từ A đến B đây nha. Đó, tôi vẽ ô tô luôn. Đi từ A đến B. Đây, đi nè. À, với vận tốc là 35 km/h, vận tốc này là 35 km/h nhé. Rồi. À, và từ B trở về A. Đây, các bạn từ B trở về đi. Đây, từ B trở về. Đó. Trở về. Với vận tốc là 30 km/h. Đó. Và cho biết tổng thời gian cả đi lẫn về, cái này không có nghỉ nha, nếu mà có thời gian nghỉ cộng thêm thời gian nghỉ nha. À, biết cả đi lẫn về là 6:30, có nghĩa là thời gian đi cộng thời gian về bằng 6:30 nha các em. Rồi, tính quãng đường AB. Bài này dễ em nha. À, tính quãng đường AB, quãng đường AB chính gọi là x cho tôi. Bắt tính quãng đường mà cho thời gian, cho vận tốc các em, bắt tính quãng đường mà cho vận tốc, đại lượng chưa biết chính là thời gian. Phân tích em, thời gian đi mà em học trong toán học, thời trong vật lý là thời gian thì bằng quãng đường chia vận tốc đúng không? Quãng đường là x chia vận tốc đi 35, thời gian về bằng quãng đường về chính là x luôn, chia vận tốc về là 30. Đó, đại lượng chưa biết là thời gian. Thiết lập mối quan hệ thời gian đi và về có nghĩa là lần được phương trình, từ đây là phương trình được x trên 35 cộng x trên cho 30 là 2 này cộng 2 bằng 6:30. Nhớ 6:30 có hai cách làm, một là đổi cơ đổi tay, hai là đổi máy tính. Đổi máy tính là bấm 6 o phải trên máy tính đó, phím độ đó các em. Đó, rồi 30 o phải bấm 3 rồi bấm SD nên đổi lại cho các em nha. Còn đổi tay nè,
6 giờ này là 30 phút, lấy 30 chia cho 60 bằng 1/2. Đây là bốn số nha, nhân lên cộng lượng dưỡng mẫu 13/2. Đó, 13/2 nhân. Đó. Rồi, giải phương trình này lập tức tìm ra quãng đường, đúng không? Tôi trình bày bên này nha. Đầu tiên gọi trước cái này. Gọi x là quãng đường này. Quãng đường là luôn luôn phải không âm nha, đơn vị là km. Thôi, bước tiếp theo mình nói là thời gian ô tô đi. Hay là thời gian xe đi cũng được. Bên trên đi cũng được, hoặc T1 cũng được, chẳng sao hết nha các em. Hay là ký hiệu thôi. Bằng quãng đường là x chia cho 30 năm. Đơn vị là giờ nha các em. Rồi, sau đó em nói thời gian xe về. Ô tô về. T về bằng quãng đường là x luôn. V là vận tốc là 30 thôi, chạy chậm hơn. Rồi, lúc này mình nói là theo đề ta có phương trình. À, tổng thời gian đi về 6 giờ 30 phút đó, lấy hai này cộng lại ha. X trên cho 30 năm cộng x trên 30 bằng 13/2. Rồi, mẫu số chung. Có nhiều em lấy nguyên lý dài nhưng lại mẫu nó hợp lắm, đừng làm như vậy. 30 chia hết cho 2 nha, 30 các em thấy không, 30 em chia hết cho 2 đúng không, 30 chia hết cho 2 chắc là 30 rồi. Lấy 30 với 35, em lấy 30 năm em chia cho 30, em rút gọn cho 5 đi, còn 7 cho 5 này. Còn mấy em cho 5, chia cho 5 là còn 6 này, đúng không? Vậy em chỉ cần nhân chéo lên một chút chung là 201. Cái này giống như một thủ tục thôi, đừng lo lắng gì hết. Rồi, các em quan sát nè nha. Rồi, lấy 201 chia cho 30 năm nha. Lấy 201 chia cho 30 năm còn 6, nhận lên. Lấy 201 chia 30, nhìn chéo này là còn 7, đúng không? Lấy 201 chia cho 2 còn 110, đúng không? 105 đúng không em? 105 nhân lên đây. Lấy 13 nhân cho 105. Rồi, giờ tôi sẽ cộng lại ha. Tương đương 13x. Khỏi luôn. Thấy không? Mình cộng này 13x này, đúng không? Bằng khỏi nhân và chi cho nó cực, nhưng mà ngồi công nhân. Nhân 13 chuyển qua là chia 13, mất 13 đi cho nó phải bằng 1/5. Đúng không? Đấy, 13 đây nhà 13. Có nhiều em ngồi nhân lại rồi chia cũng được, chẳng sao. Nó là dài hơn thôi. Kết luận nha các em. Vậy quãng đường AB dài 105 km. Rồi, các em quan sát đến câu số 3. Câu này câu phân loại nha các em. Em là muốn được lấy 10 điểm thì làm được câu này em nha. À, để cho là cho M bằng nguyên cái này. Đó, người ta yêu cầu hãy rút gọn M, giả thiết là các biểu thức đều có nghĩa hết á, nó rồi tồn tại được các em nha. Rồi, cho biết ABC bằng 2. Với giả thiết ABC bằng 2, yêu cầu rút gọn này nó bằng mấy ha. À, đa số rút gọn đi thì tôi nghĩ là rút gọn này có thể nó ra số nguyên á ha, hoặc rút gọn nó có thể ra 1 chẳng hạn. Đó, hoặc gọn nữa là làm sao ra 0. Đó. Nhưng mà hầu hết rút gọn ra số nguyên này. Nhưng mà làm sao lại biến đổi đây? Đó, có nhiều em nhìn ở đây thật sự là bế tắc. Tôi sẽ hướng dẫn phương pháp nào này. Cách suy nghĩ nha, cách tư duy suy nghĩ nha. Đầu tiên tôi viết A này. AB, em thấy AB không? AB không? Tôi sẽ biến đổi AB để thử coi nha. Em quan sát này đâu? A nhân B nhân C bằng 2. Vậy từ đấy tôi suy ra AB có phải là bằng 2 trên C không? Phải 2 trên C không? Đó, tôi thay AB nó bằng 2 trên C nha, cộng A cộng 2. À, tiếp tục tôi biến đổi nha, tôi thử biến đổi cái này coi có liên quan gì với này không, rồi tôi phân tích nha. Rồi, quy đồng nào mẫu này với này có phải là C không? Đúng không? Đó, quy đồng C nè, quy đồng đây nha, có nghĩa là cái này nè, 2 cộng quy đồng lên là AC. Quy đồng lên là 2C. Đúng không? Nghịch đảo C này lên, đúng không? Chia thì mình phải nhân nghịch đảo lên, đúng không? Đây là chia này, ở trên này là A này em. Đó, tôi nghịch đảo lên, biến thành AC luôn. Tôi bỏ cái này đi. Thấy chưa? Em thấy điều gì không? Em nhìn cái đuôi này của tôi nè. AC cộng 2C nè, AC cộng 2C cộng 2. Thấy không? Giống cái này.
Vậy thì cái này tôi để cố định luôn nha, 2C này chia cho AC này cộng 2C đúng không, 2C cộng 2, tôi cố định hai này luôn, cố định này rồi tôi chỉ cần biến động cái giữa trung tâm này là cách tư duy bài đó nha. 2C chia cho AC cộng cho 2C cộng 2, và mình nghĩ là hai này cùng mẫu rồi, vậy thì chắc anh tôi phải nghĩ đưa thằng này về cùng mẫu cho quý cục cộng lại cho nó biết được chứ đúng không. Tôi sẽ biến đổi cái này đi cho các em coi này, em nhìn nha, tôi thay BC này nè, vậy thì BC bằng cái gì, em nhìn này, BC là nhân A chuyển qua trị A bằng 2 trên A đúng không, đó có nghĩa là BC tôi thay bằng 2 trên A, cái này B tôi biết là đúng không, đó rồi. Nhưng mà nếu mà để chữ B ở đây, nếu mà cố định ở chữ B nha, nếu mà để chữ B lên quy đầu lên số điện AB làm gì có AC đây được, vậy tôi sẽ biến đổi B luôn. Vậy B bằng cái gì em, B là gì, B là gì em, B có phải là 2 chia AC không, nhân là chuyển qua nè chấm phải tiếp tục đi tiếp theo nè, B bằng 2 chia cho AC nha, tôi thay B bằng 2 chia cho AC, tôi làm chậm chỗ này nha các em nha, rồi cộng cho 1 vậy là em nhìn đây nha, hai chỗ này tôi này làm chậm cho các em chút xíu đi ha, sợ làm nhanh quá nhiều em không hiểu, cái chỗ này làm nhanh sợ không hiểu này, này quy đầu là mẫu nhà C đúng không, quy đầu lên đây này nó ra đây nè, rồi giờ tôi quy đầu là mẫu, tôi để vẫn để mẫu luôn AC, AC mẫu là AC đúng không, đó mẫu dưới này là AC chứ, đây AC cái này trên này B vẫn B để vậy nhá, để đây để tính xong, rồi quy đầu là AC chia A thì còn có phải là còn C không, 2C lấy này chia này còn 1, 1 nhân 2 bằng 2, AC chia dưới này là 1, 1 nha, AC chia cho 1 thì còn AC quy đầu lên là AC, các em hiểu không, rồi ở đây coi tôi biến đổi đẹp như thế nào ha, rồi chia thì nhân nghịch đảo lên không bằng AC chia cho AC tôi biết lại nha cộng 2C cộng 2, rồi tôi nghịch đảo lên nè, chia thì nhân nghịch đảo lên biến thành là gì, nghịch đảo lên có nghĩa là ABC, có nghĩa đảo lên là B nhân AC là ABC, mà ABC bằng gì, bằng 2, vậy thì nghịch đảo lên tôi thật viết bằng số 2 thôi, mẫu viết lại AC cộng 2C cộng cho 2 này cùng mẫu để bạn luôn đi, AC cộng 2C cộng cho 2 trên là 2C, em thấy cùng mẫu không, cùng mẫu thì quá êm rồi đúng không, cùng mẫu thì mình giữ mẫu cùng từ lại với nhau thôi đúng không, mẫu là AC cộng 2C cộng 2, giữ mẫu cộng từ này, cộng từ này AC cộng 2 cộng 2C nè giống không, AC cộng 2C cộng 2, AC cộng 2C cộng 2, mà hai cái này giống nhau chia nhau chắc anh là số 1, cái điểm mình thật hay khá hay nha các em, đó và để cho các em tư duy nó nhiều ha, em phải cố gắng nha các em. Nếu video hay các em nhớ đăng ký kênh nha, like, share để cho các bạn cùng học luôn nha các em nha.